Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 6. Các em ở sách giáo khoa của môn toán lớp 6, trang 14, bài luyện tập. Thì đầu tiên chúng ta làm bài tập số 21 cho tập hợp A. Tập hợp A có các phần tử là các số tự nhiên từ 8 đến 20. Như vậy, để tính số phần tử của tập hợp A, người ta lấy phần tử cuối cùng là 20 trừ đi phần tử đầu tiên là 8, sau đó cộng với 1. Thì như vậy chúng ta lấy 20 trừ 8 bằng 12, 12 cộng 1 bằng 13. Như vậy là tập hợp A có 13 phần tử. Và người ta rút ra một tổng quát như sau: tập hợp các số tự nhiên từ số A đến số B thì sẽ có B trừ A cộng 1 phần tử, tức là lấy phần tử cuối cùng là phần tử B trừ đi phần tử đầu tiên là phần tử A, sau đó cộng với 1. Cụ thể ở đây, hãy tính số phần tử của tập hợp sau. Tập hợp B có các phần tử là các số tự nhiên từ 10 đến 99. Thì để tính số phần tử của tập hợp B theo tổng quát, chúng ta sẽ lấy phần tử cuối cùng là 99 trừ đi phần tử đầu tiên là trừ đi 10, sau đó cộng với 1. Thì tại sao lại như vậy? Tôi sẽ giải thích vấn đề là như sau. Giả sử tập hợp B là các số tự nhiên từ 10 đến 11 thì tập hợp B lúc này chúng ta có thể đếm được là 2 phần tử. Số phần tử của tập hợp B là 2 thì sẽ được tính bằng, chúng ta lấy phần tử cuối cùng là 11 trừ đi phần tử đầu tiên là 10. 11 trừ 10 bằng 1, sau đó cộng với 1 bằng 2. Giả sử tập hợp B là các số tự nhiên từ 10 đến 12 thì chúng ta cũng dễ dàng đếm được là tập hợp B lúc này có 3 phần tử. Số phần tử của tập hợp B được tính bằng cách lấy phần tử cuối cùng là 12 trừ đi phần tử đầu tiên là 10, sau đó cộng với 1. 12 trừ 10 bằng 2, 2 cộng 1 bằng 3. Giả sử tập hợp B là các số tự nhiên từ 10 đến 13 thì chúng ta cũng dễ dàng đếm được tập hợp B có 4 phần tử. Và chúng ta sẽ tính như sau. Số phần tử của tập hợp B được tính như sau: lấy phần tử cuối cùng trừ đi phần tử đầu tiên cộng với 1. 13 trừ 10 cộng 1 bằng 4. Thì như vậy, để tính số phần tử của tập hợp B là các số tự nhiên từ 10 đến 99 thì chúng ta cũng lấy phần tử cuối cùng là 99. Ở đây từ 10 đến 99 chúng ta rất là khó đếm, và nếu đếm thì là rất là lâu. Cho nên chúng ta sẽ làm theo cách tổng quát, tức là lấy phần tử cuối cùng trừ đi phần tử đầu tiên cộng với 1, lấy 99 trừ 10 cộng 1. 99 trừ 10 bằng 89, 89 cộng với 1 bằng 90. Thì như vậy chúng ta sẽ giải bài toán như sau. Số phần tử của tập hợp B là lấy phần tử cuối cùng trừ đi phần tử đầu tiên, sau đó cộng với 1. 99 trừ 10 cộng 1 bằng 90 phần tử. Tiếp theo các em sang bài 22. Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Tức là các số nào có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6 hoặc 8 thì các số đó là các số chẵn. Số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Tức là các số nào có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 thì các số đó là các số lẻ. Hai số chẵn hoặc hai số lẻ liên tiếp thì hơn kém nhau hai đơn vị. Ở đây tôi ví dụ hai số chẵn liên tiếp là 24, 26. 24 đến 25, 25 là số lẻ, chúng ta bỏ qua. Sau đó đến 26. Như vậy 24 và 26 là hai số chẵn liên tiếp. Thì chúng ta lấy 26 trừ đi 24 bằng 2. Như vậy là hai số chẵn liên tiếp thì kém nhau hai đơn vị. 24 kém 26 hai đơn vị. 26 hơn 24 hai đơn vị. Hai số lẻ liên tiếp, ở đây tôi ví dụ là 23, 25. 23 là số lẻ, đến 24 là số chẵn, chúng ta bỏ qua. Tiếp theo đến 24 là 25. 23 và 25 là hai số lẻ liên tiếp.
Chúng ta lấy 25 trừ đi 23 bằng 2. Như vậy 23 kém 25 2 đơn vị, 25 hơn 23 2 đơn vị. Do đó hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị. Câu E, viết tập hợp C các số chẵn nhỏ hơn 10. Ở đây chúng ta có các số chẵn nhỏ hơn 10. Đó là các số, các số tự nhiên bắt đầu từ số 0. Bắt đầu từ số 0, ta lấy số 0. 0. Bởi vì hai số chẵn liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị, cho nên 0 cộng với 2 bằng 2. Tiếp theo là 2 cộng 2 bằng 4. 4 cộng 2 bằng 6 và 6 cộng 2 bằng 8. Như vậy chúng ta có các số chẵn nhỏ hơn 10 là 0, 2, 4, 6, 8. Nếu lấy 8 cộng 2 bằng 10 thì không được, bởi vì ở đây là các số chẵn nhỏ hơn 10 chứ không thể lấy bằng 10. Cho nên ta có các số chẵn nhỏ hơn 10 là 0, 2, 4, 6, 8. Như vậy tập hợp C chúng ta sẽ viết như sau. C bằng C viết in hoa, mở dấu ngoặc nhọn. Bên trong dấu ngoặc nhọn chúng ta khai báo các phần tử là 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 và đóng ngoặc nhọn. Thì phần tử là các số sẽ được cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Nếu viết là dấu phẩy thì là không đúng. Tiếp theo các em sang câu B. Viết tập hợp N các số lẻ lớn 10 nhưng lại nhỏ hơn 20. Ở đây các phần tử của tập hợp N là các số lẻ lớn hơn 10. Thì lớn hơn 10, số lẻ đầu tiên là số 11. Do đó ta có các số lẻ lớn hơn 10 nhưng lại nhỏ hơn 20 là, đầu tiên là số 11. Hai số lẻ liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị. Do đó để lấy số lẻ tiếp theo, chúng ta lấy 11 cộng 2 bằng 13. 13 cộng 2 bằng 15. 15 cộng 2 bằng 17. 17 vẫn nhỏ hơn 20, cho nên chúng ta sẽ lấy 17 cộng 2 tiếp bằng 19. 19 nhỏ hơn 20. Nếu lấy 19 cộng 2 thì bằng 21. Chúng ta có số lẻ 21 lớn hơn 20 không được. Như vậy chúng ta chỉ lấy đến 19 thôi. Thì như vậy ta có các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20 là 11, 13, 15, 17, 19. Do đó tập hợp N sẽ được viết như sau. N viết in hoa. N bằng, mở dấu ngoặc nhọn. Bên trong dấu ngoặc nhọn chúng ta khai báo các phần tử là 11, 13, 15, 17 và 19. Sau khi khai báo các phần tử xong, chúng ta đóng dấu ngoặc nhọn lại. Thì như vậy chúng ta làm xong câu B. Tiếp theo chúng ta sang câu C. Viết tập hợp A 3 số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18. Ở đây chúng ta có các phần tử của tập hợp A là 3 số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18. Tức là chúng ta viết phần tử đầu tiên là 18. Ta có 3 số chẵn liên tiếp, nhỏ nhất là 18. Vậy 3 số đó là, nhỏ nhất là 18, số đầu tiên là 18. Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị, cho nên để viết số chẵn tiếp theo, chúng ta lấy 18 cộng 2 bằng 20. 20 cộng 2 bằng 22. 1, 2, 3. Như vậy là chúng ta đã có 3 số chẵn liên tiếp, trong đó số chẵn nhỏ nhất là 18. Thì như vậy chúng ta sẽ viết tập hợp A như sau. A viết in hoa. A bằng, mở ngoặc nhọn. Bên trong dấu ngoặc nhọn chúng ta khai báo 3 phần tử là 18, 20, 22. Thì chúng ta có thể viết 20, 18, 22 hoặc 22, 20, 18 cũng được. Thứ tự các phần tử được sắp xếp tùy, không bắt buộc phải viết theo một trình tự nào cả. Miễn là các phần tử chỉ được khai báo một lần và chúng ta sẽ khai báo đầy đủ các phần tử là được. Thì như vậy chúng ta vừa làm xong câu C. Tiếp theo chúng ta sang câu D. Viết tập hợp B 4 số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31. Ở đây các phần tử của tập hợp B là 4 số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31. Như vậy chúng ta sẽ viết bắt đầu từ 31. Sau đó chúng ta sẽ viết các số bé hơn và chúng ta chọn 4 số. Ta có 4 số lẻ liên tiếp, số lớn nhất là 31. Vậy 4 số đó là, đầu tiên chúng ta viết số 31 là số lớn nhất. Bé hơn số 31 thì chúng ta lấy 31 trừ đi 2.
Tại sao? Tại vì hai số tự nhiên, hai số lẻ tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau hai đơn vị, cho nên viết số bé hơn số lẻ bé hơn số 31 là số 31 trừ 2 bằng 29, tiếp theo 29 trừ 2 bằng 27, 27 trừ 2 bằng 25, 25 trừ 2 bằng 23, nhưng chúng ta không lấy 23 bởi vì ta chỉ viết 4 số lẻ liên tiếp và số lớn nhất là 31 thôi. Do đó, chúng ta sẽ viết tập hợp B như sau. B bằng, B viết in hoa, mở dấu ngoặc nhọn. Bên trong dấu ngoặc nhọn, chúng ta khai báo các phần tử là 25, 27, 29, 31. Hoặc 31, 27, 29, 25 cũng được. Sau đó đóng dấu ngoặc nhọn lại. Thì như vậy, chúng ta vừa làm xong câu D. Tiếp theo các em làm bài tập 23. Cho tập hợp C có các phần tử là các số chẵn liên tiếp từ 8 đến 30. Thì để tính tập hợp C có bao nhiêu phần tử, người ta làm như sau. Người ta lấy phần tử cuối cùng là 30 trừ đi phần tử đầu tiên là 8. 30 trừ 8 được kết quả bao nhiêu? Chia cho 2. Sau đó, người ta sẽ lấy kết quả vừa tính được cộng với 1. Thì như vậy, tập hợp C sẽ có mở ngoặc 30 trừ 8 đóng ngoặc chia 2 cộng với 1. 30 trừ 8 bằng 22. 22 chia cho 2 bằng 11. 11 cộng với 1 bằng 12. Như vậy, tập hợp C có 12 phần tử. Thì ở đây tôi sẽ giải thích vấn đề là như sau. Giả sử tập hợp C là các số chẵn liên tiếp từ 8 đến 10, thì quan sát chúng ta cũng thấy được tập hợp C có hai phần tử. Thì số phần tử của tập hợp C là 2 được tính như sau. Người ta lấy phần tử cuối cùng là 10 trừ đi phần tử đầu tiên là 8, mở ngoặc 10 trừ 8 đóng ngoặc chia 2 cộng 1. 10 trừ 8 bằng 2, 2 chia 2 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Như vậy, tập hợp C có hai phần tử. Giả sử tập hợp C là các số chẵn liên tiếp từ 8 đến 12, thì quan sát chúng ta cũng thấy được tập hợp C có 1, 2, 3, 3 phần tử. Và 3 phần tử này được tính như sau. Người ta lấy phần tử cuối cùng là 12 trừ đi phần tử đầu tiên là 8, mở ngoặc 12 trừ 8 đóng ngoặc chia 2 cộng 1. 12 trừ 8 bằng 4, 4 chia 2 bằng 2, 2 cộng 1 bằng 3. Như vậy, tập hợp C có 3 phần tử. Thì như vậy, để tính số phần tử của tập hợp C là các số chẵn liên tiếp từ 8 đến 30, thì người ta cũng làm tương tự như các bước trên. Người ta lấy phần tử cuối cùng là 30 trừ đi phần tử đầu tiên là 8, mở ngoặc 30 trừ 8 đóng ngoặc chia 2 cộng 1. 30 trừ 8 bằng 22. 22 chia 2 bằng 11, 11 cộng 1 bằng 12. Như vậy, tập hợp C có 12 phần tử. Thì từ các phân tích trên, chúng ta có tổng quát như sau. Tập hợp các số chẵn từ số chẵn A đến số chẵn B sẽ có mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc chia 2 cộng 1 phần tử. Tức là lấy phần tử cuối cùng là phần tử B trừ đi phần tử đầu tiên là phần tử A được kết quả bao nhiêu chia cho 2, sau đó lấy kết quả tính được cộng với 1. Tương tự như vậy, tập hợp các số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n sẽ có mở ngoặc m trừ n đóng ngoặc chia 2 cộng 1 phần tử. Người ta cũng lấy phần tử cuối cùng trừ đi phần tử đầu tiên được kết quả bao nhiêu chia 2, sau đó cộng với 1. Thì dựa vào lý thuyết, các em hãy tính số phần tử của các tập hợp sau. Cho tập hợp D có các phần tử là các số lẻ liên tiếp từ 21 đến 99. Như vậy, để tính số phần tử của tập hợp D thì chúng ta sẽ lấy phần tử cuối cùng trừ đi phần tử đầu tiên được kết quả bao nhiêu chia cho 2 cộng với 1. Phần tử cuối cùng là 99.
trừ đi phần tử đầu tiên là 21. 99 trừ 21 được kết quả bao nhiêu chia cho 2? Sau đó cộng 1 thì 99 trừ 21 bằng 78. 78 chia cho 2 bằng 39. 39 cộng 1 bằng 40. Như vậy tập hợp D có tất cả là 40 phần tử. Tương tự, chúng ta tính số phần tử của tập hợp E. Tập hợp E là các số chẵn liên tiếp từ 32 đến 96. Thì số phần tử của tập hợp E được tính như sau. Mở ngoặc lấy phần tử cuối cùng là 96 trừ đi phần tử đầu tiên là 32, đóng ngoặc, chia cho 2 cộng 1. 96 trừ 32 bằng 64. 64 chia 2 bằng 32. 32 cộng 1 bằng 33. Như vậy số phần tử của tập hợp E là 33 phần tử. Tiếp theo, các em làm bài tập 24. Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10. B là tập hợp các số chẵn. N sao là tập hợp các số tự nhiên khác không? Các em hãy dùng ký hiệu chứa để thể hiện mối quan hệ của mỗi tập hợp trên với tập hợp N, các số tự nhiên. Thì như vậy, chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán là như sau. A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10, cho nên A sẽ bằng mở ngoặc nhọn. Bên trong dấu ngoặc nhọn, chúng ta khai báo các phần tử là các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tức là từ 0 đến 9. Sau đó đóng dấu ngoặc nhọn lại. B là tập hợp các số chẵn. Như vậy các phần tử của tập hợp B bắt đầu từ 0, 2, 4, 6, 8. Do tập hợp các số chẵn là các số tự nhiên, cho nên phần tử đầu tiên là phần tử bằng 0. Phần tử cuối cùng chúng ta không có, do đó chúng ta sẽ thể hiện bằng dấu 3 chấm. Tiếp theo, N sao là tập hợp các số tự nhiên khác không? Như vậy, các phần tử của tập hợp N sao sẽ bắt đầu từ 1 và không có số lớn nhất. Và chúng ta cũng thể hiện bằng dấu 3 chấm. 1, 2, 3, 4, 5, 3 chấm. Ở đây, tập hợp N là các số tự nhiên, tức là bắt đầu từ phần tử 0 và không có phần tử cuối cùng. Do đó chúng ta cũng thể hiện bằng dấu 3 chấm. Thì như vậy, để thể hiện mối quan hệ của mỗi tập hợp trên với tập hợp N, đầu tiên chúng ta sẽ xét tập hợp A là các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tức là các phần tử của tập hợp A từ 0 đến 9. Thì như vậy mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp N. Do đó chúng ta sẽ có A được chứa trong N, hay nói cách khác N chứa A. Tiếp theo, tập hợp B là các số chẵn, cho nên mọi phần tử của tập hợp B đều thuộc tập hợp N. Do đó chúng ta cũng có B được chứa trong N, hay nói cách khác N chứa B. Tiếp theo là tập hợp N sao. N sao là tập hợp các số tự nhiên khác không? Thì như vậy tập hợp N sao, mọi phần tử của tập hợp N sao cũng đều thuộc tập hợp N. Do đó chúng ta sẽ có N sao được chứa trong N, hay nói cách khác N chứa N sao. Thì như vậy chúng ta vừa làm xong bài tập số 24. Tiếp theo chúng ta sang bài tập số 25. Cho bảng sau theo niên giám của năm 1999. Các em dựa vào bảng viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có diện tích nhỏ nhất. Ở đây diện tích là 1000 km². Thì đầu tiên chúng ta tìm ra bốn nước có diện tích lớn nhất. Nước thứ nhất đó là nước Indonesia, có diện tích là 1.000.000
919.000 km vuông. Nước thứ hai đó là nước Myanmar, có diện tích là 677.000 km vuông. Nước thứ ba là nước Thái Lan, có diện tích là 513.000 km vuông. Và nước thứ tư là nước Việt Nam, có diện tích là 331.000 km vuông. Thì như vậy chúng ta sẽ viết tập hợp A như sau. A được viết in hoa bằng mở dấu ngoặc nhọn. Bên trong dấu ngoặc nhọn chúng ta khai báo các phần tử. Phần tử đầu tiên là Indonesia, phần tử thứ hai là Myanmar, phần tử thứ ba là Thái Lan, phần tử cuối cùng là Việt Nam. Sau đó đóng dấu ngoặc nhọn lại. Tiếp theo chúng ta viết tập hợp B, ba nước có diện tích nhỏ nhất. Thì dựa vào bảng chúng ta sẽ có ba nước có diện tích nhỏ nhất. Nước đầu tiên là Singapore. Singapore có diện tích là 1.000 km vuông. Nước thứ hai là Brunei, có diện tích là 6.000 km vuông. Và nước thứ ba là Campuchia. Campuchia có diện tích là 181.000 km vuông. Thì như vậy tập hợp B được viết như sau. B được viết in hoa bằng mở dấu ngoặc nhọn. Bên trong dấu ngoặc nhọn chúng ta khai báo các phần tử là Singapore, Brunei và Campuchia. Sau đó đóng dấu ngoặc nhọn lại. Thì như vậy chúng ta vừa làm xong bài tập số 25. Bài tập số 25 đã kết thúc video của ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi các video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ bấm vào biểu tượng cái chuông để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video kế tiếp.